Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 22 tháng 8, một mùa bóng mới đã quay trở lại, kèm với rất nhiều diễn biến đáng chờ đợi ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Các đội bóng cũng đã có cho mình những bước chạy đà tốt nhất để hướng đến mục tiêu năm nay. Họ đã chuẩn bị những gì và đến đâu? Tất cả những câu chuyện trên sẽ có mặt trong bản tin chiều này, cùng khai vị với chúng tôi bằng loạt tin vắn sau đây. Nhà báo Fabrizio Romano đã có một dòng tweet khẳng định rằng chuyện Joao Cancelo đến với Barcelona gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Chuyện thành công sẽ chỉ là vấn đề thời gian khi mà các bên liên quan đều đã đồng ý các điều khoản quan trọng của thương vụ. Đề nghị về một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt nếu Cancelo đảm bảo được thời lượng ra sân lớn hơn 70% đã được Manchester City đồng ý. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Yonhap News, khi được hỏi về việc trung vệ Kim Min-jae liệu có tụt phong độ khi ở Đức hay không, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã tự tin rằng: "Tôi chẳng có lo lắng gì cả, cậu ấy đang ở một chỗ rất tốt đấy. Bayern là một trong đội bóng lớn nhất trên thế giới và dĩ nhiên cậu ấy cũng thuộc nhóm trung vệ số 1 thế giới rồi. Tôi có nhắn tin hỏi Kim xem mọi thứ như thế nào. Cậu ấy trả lời rằng mọi thứ ổn. Kim hạnh phúc khi ở Đức và điều đó làm tôi rất tự hào vì một cầu thủ Hàn Quốc đã thi đấu tự tin như vậy ở đội bóng như Bayern." Trái ngược với những tin đồn mà chúng tôi đã đưa trong bản tin sáng, nguồn tin từ nhà báo Romano tiết lộ rằng Besiktas đã từ chối mọi cơ hội ký hợp đồng với trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos. Câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng rằng hợp đồng với Ramos là chuyện không có thực vì đội bóng không có đủ tài chính để thực hiện những thương vụ kiểu như thế. Ngoài ra, Besiktas cũng khẳng định rằng họ không có ý định ký hay quan tâm đến tiền đạo Anderson Talisca của Anas vì lý do tương tự. Như vậy là Sergio Ramos hiện vẫn là cầu thủ tự do và anh đang tìm bến đỗ mới trong mùa giải 2023-2024. Nguồn tin độc quyền từ Fabrizio Romano khẳng định rằng Chelsea đã chiêu mộ thành công thủ thành Jorge Petrovic, hiện đang thuộc biên chế của đội bóng New England Revolution tại giải MLS. Tất cả các bên trong thương vụ trên đã đồng ý với mức giá 17,5 triệu euro cộng với 2,2 triệu euro tiền phụ phí. The Blue đã xếp lịch kiểm tra y tế cho người gác đền người Serbi vào chiều thứ Tư. Petrovic được mang về để cạnh tranh với thủ thành Robert Sanchez, đang không đạt được phong độ quá tốt trong hai trận đấu đầu tiên dưới thời của ông Pochettino. Một số nguồn tin thân cận cho rằng Petrovic đến Chelsea để chiếm lấy vị trí số 1 chứ không chấp nhận ngồi dự bị. Trong một vài ngày trước đây, hầu hết các nguồn tin bóng đá Ý lẫn Tây Ban Nha đều đồng loạt đưa tin Gabri Veiga đến với Napoli từ Celta Vigo với mức giá khoảng 36 triệu euro. Song dường như thương vụ trên đã gặp một số trục trặc nghiêm trọng. Một số nguồn tin cho rằng đã có một sự thay đổi từ một trong hai đội so với thỏa thuận về mức phí ban đầu. Hiện vẫn chưa biết Napoli hay Celta Vigo mới là đội bóng lật kèo trong thương vụ này. Gabri Veiga đã ở lại Tây Ban Nha và hoãn chuyến bay đến Ý. Anh đã tiếp tục tập luyện cùng đội bóng để chuẩn bị cho La Liga. Động thái trên của Gabri Veiga có thể sẽ khiến cho các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh có thể quay trở lại thương vụ này vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, thương vụ chuyển nhượng Konstantinos Mavropanos tới West Ham có thể đổ vỡ do trung vệ người Hy Lạp đã thất bại trong việc vượt qua buổi kiểm tra y tế. Thỏa thuận về mức giá khoảng 17 triệu bảng Anh đã được thống nhất giữa hai câu lạc bộ, nhưng cuộc kiểm tra y tế đã cho thấy những vấn đề liên quan nghiêm trọng đến chấn thương trước đây. Đó là nguyên nhân mà Mavropanos sẽ không thể ký hợp đồng với búa tạ. Thông tin trên cũng sẽ làm sống lại những tin đồn liên quan giữa Harry Maguire và West Ham United. Dù mới bổ sung Edson Alvarez, song đội bóng thành London vẫn cần thêm ít nhất một trung vệ nữa cho mùa giải hiện tại, nhất là khi trung vệ Flynn Downs đã chuyển sang Southampton dưới dạng cho mượn. Real Betis đã hòa Atletico Madrid trong trận cầu không bàn thắng ngày hôm qua. Đáng chú ý, tiền vệ Luis Enrique đã vắng mặt sau khi có thông tin xác nhận hôm thứ Sáu rằng cầu thủ người Brazil đang bị điều tra vì anh đã dính vào những cáo buộc về việc thực hiện hành vi cá cược. Vẫn chưa biết liệu cuộc điều tra có phải là lý do khiến Enrique phải ngồi ngoài hay không. Betis cũng sẽ vắng Nabil Fekir, William Carvalho và Claudio Bravo, cũng như những bản hợp đồng mới Marco Bartra và Hector Bellerin cho trận đấu sắp tới. Cả hai đều gia nhập câu lạc bộ vào đầu mùa hè này. Thất vọng vì tình hình của hiện tại của bản thân, hậu vệ Kieran Tierney nhiều khả năng sẽ tìm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình. Kể từ đầu hè, Newcastle là đội đã thể hiện sự nghiêm túc với tuyển thủ người Scotland nhất. Song với việc tốn quá nhiều thời gian đàm phán với Arsenal, Trích Trè đã chuyển sang chiêu mộ Lewis Hall từ Chelsea với mức giá gần như là tương tự. Theo tờ Football Insider, Celtic là đội bóng mới nhất tham gia vào việc chiêu mộ Kieran Tierney. Đại diện bóng đá Scotland có thể gửi một lời đề nghị đến đại diện thành London trong một vài ngày tới. Một bản hợp đồng cho mượn dự kiến sẽ phù hợp với tình hình tài chính của các bên. Những tưởng Tierney sẽ được trọng dụng khi Timber gặp chấn thương dài hạn, song chính Tierney cũng đã gặp một chấn thương nhẹ và không thể tập trung cùng đội trong trận đấu hôm qua. Như chúng ta cũng đã biết thì tiền đạo Mason Greenwood đã nhận được phán quyết chính thức đến từ ban lãnh đạo của câu lạc bộ Manchester United về việc bản thân sẽ không thể tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.
Trước khi đi, anh đã để lại một tâm thư tương đối xúc động. Tôi hiểu rằng bản thân đã làm những điều tồi tệ đối với những mối quan hệ của mình. Tôi sẽ phải chịu một phần trách nhiệm để sự việc này không bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong thời gian qua, tôi hiểu rằng mình có trách nhiệm để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng trên hết tôi phải là một người cha tốt, một người chồng tốt đã. Quyết định ngày hôm nay đã được thống nhất từ cả ba phía, đội bóng, gia đình tôi và chính bản thân tôi. Đây là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên rồi. Nó sẽ cho phép tôi có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình ở một nơi xa, rất xa, Old Trafford, nơi mà sự hiện diện của tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến đội bóng thân yêu. Tôi muốn cảm ơn đội bóng đã hỗ trợ tôi hết mình từ ngày còn là một cậu nhóc 7 tuổi. Manchester United sẽ mãi là một phần không thể tách rời của Mason Greenwood này. Tiền đạo trẻ tài năng người Anh đang được đội bóng ở Ả Rập Xê Út Al Ittihad để mắt đến. Đích thân huyền thoại Liverpool là Steven Gerrard đã yêu cầu ban huấn luyện đội bóng theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ sinh năm 2001. Ngoài Al Ittihad thì một số đội bóng khác ở giải Saudi cũng đang lên kế hoạch tiếp cận với Greenwood. Nếu anh đồng ý, anh sẽ ngay lập tức nhận được mức lương lên đến 10 triệu bảng Anh mỗi mùa tại đội bóng vùng vịnh. Ngoài ra, Jose Mourinho cũng đã yêu cầu AS Roma tiếp tục quan tâm đến Greenwood bất chấp việc họ gần như đã mang về Duvan Zapata. Với việc Greenwood chia sẻ rằng anh sẽ đi đến một nơi thật xa, Manchester, để bắt đầu lại sự nghiệp, các đội bóng ở Anh nhiều khả năng sẽ không phải là bến đỗ tiềm năng của cầu thủ xuất thân từ lò Carrington. Khúc mắc duy nhất nằm ở chỗ người ta vẫn chưa biết là liệu Man United sẽ chia tay Greenwood theo cách nào, thanh lý hợp đồng cho mượn hay là đem đi bán đứt với giá rẻ. Nguồn tin từ nhà báo Florian Plettenberg tiết lộ rằng tiền đạo Sehu Guirassy đã quyết định sẽ ở lại Stuttgart trong mùa giải 2023-2024. Sau một vài ngày suy nghĩ nghiêm túc, chân sút 27 tuổi đã khẳng định với đội bóng chủ quản rằng anh sẽ gắn bó thêm ít nhất một mùa nữa. Tuyển thủ người Guinea trong mùa hè vừa qua đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn, nhưng anh đã khước từ tất cả những nỗ lực của các bên quan tâm. Fulham chính là đội bóng khiến anh phải dao động đôi chút, song Guirassy vẫn chọn cách ở lại Stuttgart. Được biết, trong mùa giải năm ngoái, Guirassy đã ghi được đến 14 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo trong tổng số 29 trận ra sân cho Stuttgart. Đến mùa giải năm nay, dù mới chỉ thi đấu 2 trận, nhưng anh đã có cho mình 3 bàn và một pha dọn cỗ cho đồng đội. Không chỉ còn dừng lại ở những tin đồn, Nottingham Forest đã tăng tốc một cách chóng mặt trong việc sở hữu nhà vô địch thế giới Gonzalo Montiel. Trước đó, cầu thủ đang thuộc biên chế Sevilla từng bày tỏ nguyện vọng với huấn luyện viên Mendy Libba rằng anh muốn trải nghiệm không khí tại giải Ngoại Anh nếu như đội bóng quyết định bán anh vì các lý do tài chính. Aston Villa là đội bóng giành được lợi thế khi tiếp cận sớm với Montiel. Mức giá mà họ đưa ra rơi vào khoảng 8,5 đến 9 triệu euro. Nottingham Forest đã chấp thời cơ và nững tay trên đội chủ sân Villa Park. Họ đã quyết định chi ra đến hơn 11 triệu euro để thuyết phục đội bóng miền biển chấp nhận nhả người. Một năm cho mượn trị giá 1,2 triệu euro cộng kèm với 11 triệu euro trong điều khoản mua đất cuối mùa chính là đề nghị của The Forest. Sau khi bổ sung hai chữ ký chất lượng ở khu trung tuyến là Renato Sanchez và Leandro Paredes, AS Roma đã tiếp tục thể hiện tham vọng của mình khi gần như sẽ mang về chân sút Duvan Zapata trong vài ngày tới. Mục tiêu cũ của Roma là Scamacca đã đến Atalanta và đội bóng xứ Bergamo đã chấp nhận nhả tuyển thủ người Colombia cho AS Roma. Ban đầu, giám đốc Thiago Pinto của Roma chỉ định mượn cho một mùa giải, nhưng sau quá trình đàm phán, ông đã quyết định sẽ mua đứt cầu thủ 33 tuổi. Ngoài Zapata, Roma sẽ tăng cường thêm Marcos Leonardo vào mùa đông để tăng viện cho hàng công. Thành viên mới nhất trong gia đình Harry Kane đã được xác nhận là sinh ra ở Anh. Tiền đạo trị giá 104 triệu bảng đã ăn mừng thông báo về đứa con thứ tư với vợ Kate trong một bài đăng trên Instagram chân thành hôm nay. Trong thông báo vui mừng của mình, siêu sao người Anh tiết lộ sự bổ sung mới nhất cho gia tộc Kane sẽ mang tên Henry Edward Kane. Và những người ủng hộ quan tâm đã nhanh chóng lùng sục các bức ảnh để xem Henry sinh ra ở Anh hay Đức. Trong bức hình mà Kane đăng trên kênh Instagram, những fan hâm mộ đã nhận ra rằng đây là bệnh viện theo quy chuẩn của người Anh, khi tất cả những chữ và phông chữ mà nơi cậu nhóc tỷ nhà Kane ra đời đều được viết bằng tiếng Anh. Các quy tắc của FIFA cho phép cầu thủ đại diện cho quốc gia nơi họ sinh ra, nghĩa là nếu sinh ra ở Đức, cậu con trai của Kane hoàn toàn có thể chơi cho Anh hoặc Đức. Trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã đăng tải thông tin việc chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenny Hermoso đã gây sốc trên mạng xã hội. Mới đây, ông Rubiales đã quay hẳn một đoạn video để phản hồi về sự việc trên. Đáng chú ý ở chỗ, dù xin lỗi nhưng ông Rubiales khẳng định rằng bản thân chả làm gì sai cả. Tôi hối hận vì làm hành động đó, vì đó là hành động giữa tôi và một nữ cầu thủ nên mới ồn ào vậy thôi. Lúc đấy tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui tột độ thôi, không hề có ý xấu với Hermoso đâu. Những hành động như thế thỉnh thoảng vẫn diễn ra theo một cách bất ngờ mà. Tôi xin lỗi vì chỉ một hành động nhỏ đã khiến một cơ số người cảm thấy bất thường. Tôi xin lỗi vì tôi đang là người đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha mà lại làm những hành động như vậy. Nhẽ ra ở cương vị của tôi nên cẩn trọng hơn. Lời xin lỗi mang tính thách thức này của ông Rubiales đã khiến bản thân sẽ phải đối diện với những cáo buộc quấy rối tình dục tại tòa án trong vài tuần tới.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của buổi chiều hôm nay. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.